Thưa quý vị và các bạn, đối với những doanh nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp, dù điều kiện sản xuất hoạt động và phòng chống dịch COVID-19 có phần thuận lợi hơn doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, nhưng thời gian qua cũng bị ảnh hưởng rất lớn khi chuỗi lưu thông, phân phối và tiêu thụ bị ách tắc. Trong đợt dịch thứ tư kéo dài vừa qua, các doanh nghiệp lĩnh vực này đã phối hợp gắn kết chặt chẽ với các địa phương để bảo đảm sức khỏe cho người lao động, tích cực chia sẻ cho xã hội những sản phẩm, hàng hóa để cùng cộng đồng vượt qua khó khăn. Sau hơn một tuần tỉnh Đồng Nai chuyển sang trạng thái bình thường mới, cùng với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp nông nghiệp đang khẩn trương khôi phục hoạt động nhưng cũng rất cẩn trọng để phòng chống dịch để bảo đảm an toàn. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này. Những lao động của công ty trách nhiệm hữu hạn Trồng Khôi, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu đang khẩn trương làm việc sau nhiều tháng phải hạn chế do giãn cách. Những chuyến hàng đang được sẵn sàng, đối tác đã kết nối trở lại. Suốt 3 tháng qua, dây leo, dây cỏ đã phủ kín hàng chục hecta cam sành ít được chăm sóc. Nay mọi thứ như bừng lên sức sống mới. Đối với những bà con xung quanh đây thì mình cứ hàng tuần thì mình cũng thịt heo ra rồi mình chia cho tất cả những cái bà con ngoài ở trong công nhân trong đây và chia những bà con lân cận ở địa phương, và heo và gà và trứng, kể cả như là trứng gà thì như vừa rồi thì đợt dịch vừa rồi như công ty cũng tổng cái huy động để đi từ thiện cũng được khoảng hơn 100.000 quả trứng cho bà con. Và như cam, quýt, bưởi thì khi đó đều tạo ra vitamin C thì cũng đem từ thiện những cái chỗ nào mà thấy cần thiết, và mình cũng không như đối như ở đây thì chanh và xả và gừng thì cũng trồng đấy, cho nên là cũng cung cấp cho địa phương để nấu thêm, như là ở đây cũng về cái nước đấy nó cũng đảm bảo tăng cường cho sức khỏe cho bà con ở đây. Dự án nông nghiệp công nghệ cao của công ty trách nhiệm hữu hạn Trồng Khôi có diện tích 100 hecta. Đến nay doanh nghiệp đã đầu tư hơn 60 hecta gồm các phân khu như cây ăn trái gồm cam sành, bưởi, quýt, trang trại chăn nuôi gồm trại heo nái 5.000 con, trại gà giống 250.000 con, hệ thống ao nuôi cá, đường nội bộ và những công trình phụ khác. Tất cả chất thải từ chăn nuôi được chế biến thành phân để bón cho cây ăn trái theo mô hình hữu cơ. Cũng như chủ trương là cũng phải sống chung với dịch rồi thì vẫn khi truyền đạt cho anh em vẫn là phải tuân thủ 5K khi đi làm và đi đến công trình, và vẫn phải khử khuẩn mọi thứ để cho đầy đủ hết. Cho nó đảm bảo tất cả cho bà con anh em đó. Còn tuy nhiên sản xuất ấy, thì mình cũng thấy là qua dịch vừa rồi thì nó sẽ có những cái thiết yếu rất là cần cho nông nghiệp, là cần những cái gì thì mình sẽ tập trung vào như là những cây trồng đó và chăn nuôi những vật nuôi đó để làm sao cho nó phù hợp mấy cái nhu cầu để bảo đảm được cái chuỗi đó. Công ty Trồng Khôi đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng vào dự án này. Trong kế hoạch sắp tới, mô hình nông nghiệp công nghệ cao sẽ được kết hợp với du lịch cộng đồng, gắn kết với các tuyến điểm tham quan của khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và công ty thủy điện Trị An. Cũng sau một tuần thực hiện chỉ thị 19 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Công đoàn Tổng công ty Cao su Đồng Nai tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn 9 tháng qua, trao nhà máy ấm công đoàn cho 4 công nhân. Hội nghị chỉ mời số lượng hạn chế, đúng theo quy định phòng chống dịch bệnh và ngồi giãn cách. Dù môi trường lao động của ngành cao su luôn đảm bảo giãn cách, nhưng suốt nhiều tháng qua, nhân viên văn phòng của tổng công ty đều làm việc online. Công nhân khai thác ở nhiều nông trường ở hẳn trong vườn cây không về nhà để tránh tiếp xúc và bảo đảm sản lượng khai thác. Tính từ đợt dịch lần thứ tư đến nay, tổng công ty cao su Đồng Nai có tổng cộng 537 người lao động sống trong các khu vực phong tỏa, cách ly tại địa phương. Công ty có 16 F0, 39 F1, 108 F2. Tổng diện tích bị ảnh hưởng do công nhân bị cách ly không đến vườn cây khai thác được là 1.686 hectare tại các nông trường Cẩm Đường, Cẩm Mỹ, Hàng Gòn, An Lộc, Túc Trưng, tương ứng với tổng sản lượng không khai thác được trong 21 ngày, dự kiến khoảng 320 tấn. Tính đến ngày 11 tháng 9, tổng công ty đã khai thác được sản lượng đạt trên 66% kế hoạch năm. Các lĩnh vực như thu mua, chế biến, xuất khẩu đều vẫn đạt các chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, tính đến ngày 11 tháng 10 năm 2021, tổng công ty đã ký hợp đồng giao bán hơn 33.400 tấn, đạt tỷ lệ 99% kế hoạch năm. Trong đó, hợp đồng dài hạn là hơn 24.500 tấn.
giá bán bình quân đến ngày 11 tháng 10 hơn 41 triệu đồng một tấn, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 10 triệu đồng một tấn. Đây là những con số rất tốt so với năm 2020. Công đoàn Tổng Công ty đã tiến hành họp xét chọn và đề nghị Công đoàn Cao su Việt Nam tặng 4 căn nhà cho các công nhân, gồm ông Lý Văn Thanh, công nhân khai thác tổ 3 nông trường Long Thành, ông Đinh Minh Điền, công nhân khai thác chế biến nông trường Ông Quế, ông Nguyễn Văn Thanh, công nhân khai thác tổ 7 nông trường Cẩm Mỹ, ông Thổ Minh Hiếu, công nhân khai thác tổ 4 nông trường Hàng Gòn. 4 căn nhà được xây dựng với số tiền từ 150 triệu đến 350 triệu đồng trên một căn. Trong đó, Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ 50 triệu đồng. Công đoàn và công ty đã cho mình được cái máy ấm công đoàn là rất là... Mình đi làm mình không có lo nữa. Như lúc trước còn cái nhà cũ cứ sợ đi làm vậy là ở ngoài sợ nhà gió nó bay cái nóc không. Thì qua cái ấy này thì cũng xin mạnh thường quân đồ nó mấy bạn với anh em nó cũng ủng hộ. Rồi xây cái nhà hoàn chỉnh là được 250 triệu. Rồi máy ấm công đoàn hỗ trợ là 50 triệu. Rồi nay là em lên là nhận quà cũng như mua mấy quạt rồi mấy ông mấy chú tặng thêm cho. Rồi em cũng xin cảm ơn công đoàn của công ty và công đoàn của nông trường Long Thành. Bên em thì cũng bị phong tỏa trong khu á, thì công đoàn cũng có hỏi thăm vận động rồi cũng có quà cáp tới tận tay cho người lao động của mình. Rồi cũng có là về mà tiền ủng hộ vừa rồi cũng có hỗ trợ. Rồi các cấp thì nói chung là quan tâm rất là nồng nhiệt tới người dân của mình khi mà bị mắc Covid trong thời gian vừa qua. Cũng để giữ an toàn cho người lao động và các địa phương, lễ trao nhà máy ấm công đoàn được tổ chức ngay tại hội nghị này để bảo đảm giãn cách và hạn chế tiếp xúc, di chuyển. Tổng công ty, công đoàn ngành và công đoàn tổng công ty cũng tăng thêm những vật dụng thiết yếu cho 4 công nhân để máy ấm gia đình có thêm năng lượng. Từ nay đến cuối năm, Tổng công ty Cao su Đồng Nai đang ở trong giai đoạn thi đua nước rút để đạt và vượt kế hoạch cả năm. Cùng với việc tiêm phủ vaccine đủ 2 liều cho người lao động, thì các chính sách, chế độ khuyến khích, khen thưởng cũng tiếp tục được thực hiện. Phong trào thi đua của Tổng ty đã được lãnh đạo Tổng ty, Công đoàn Công ty đã có phát động từ đầu năm nay. Đến giờ này, hiện nay đến giờ này thì cũng đã khen thưởng đột xuất là hết 2 tỷ 7 cho 42 tập thể và hơn 400 công nhân. Khen thưởng của riêng công đoàn thì cũng đã có cái phát động phong trào thi đua, cũng đã khen thưởng là hơn 800 triệu đối với đoàn viên vừa sản lượng. Và từ nay cuối năm thì để cho thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị được giao, thì hiện nay thì lãnh đạo tổng ty cũng như là công đoàn tổng ty nó tiếp tục phát động cái phong trào thi đua đến người lao động để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cho cái năm 2021. Chúng tôi cũng khẳng định rằng là cũng cùng với địa phương để chấp hành tốt các cái quy định của chính phủ của địa phương trong vấn đề tiêm chủng vaccine cho người lao động của mình. Đặc biệt là những cái đợt vận động cho phong trào như là 5K này, rồi vaccine sớm nhất là vaccine tốt nhất này. Đó, rồi mình cũng vận động tất cả các anh em là phải chấp hành. Bởi vì có một số người họ không hiểu, thì họ nghĩ rằng tiêm vaccine thì sẽ ảnh hưởng đến cái này thế khác sức khỏe rồi. Do vậy là họ từ chối. Tuy nhiên chúng tôi cũng là làm việc rất là kỹ và đặc biệt là cũng đề nghị công đoàn cùng xuống vận động và giải thích cho bà con hiểu. Thì đến hiện nay thì hầu hết 100% công nhân của Cao su thì cũng đã được tiêm chủng vaccine. Ở đây thì cũng có những cái số công nhân là đồng bào dân tộc ở các tỉnh phía Bắc vào thì họ cũng rất yên tâm để rồi là ổn định cuộc sống để tham gia sản xuất. Thì tôi cho rằng là cái hoạt động của công đoàn tổng công ty Đồng Nai tiếp tục được giữ vững trong cái hoàn cảnh khó khăn thì có nhiều cái nỗ lực, nhiều cái sáng tạo để vượt qua khó khăn, để đồng hành cùng với người lao động, đồng hành cùng với doanh nghiệp để mà chúng ta thực hiện nhiệm vụ. Và tôi tin rằng là năm 2021 thì tổng công ty Cao su Đồng Nai sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hiện tại tổng công ty Cao su Đồng Nai có gần 4.200 lao động, trong đó gần 3.900 người là công nhân khai thác mũ. 9 tháng năm 2021, lương bình quân của lao động Cao su Đồng Nai là 9.100.000 đồng một người một tháng, tăng hơn 5% so với năm 2020. Doanh nghiệp này cũng tự tin sẽ vượt khoảng 4% kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2021 này. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Cao su Đồng Nai hân hạnh tài trợ chương trình này.
Quý vị và các bạn vừa đến với chuyên đề Trên đường phát triển của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.